Hello, xin chào anh em. Chào mừng tất cả anh em đến với khóa học cách đọc bản vẽ .com miễn phí do Lương Chuyên Lơ hướng dẫn. Thì các bài học cách đọc bản vẽ vừa rồi của tôi có tuyệt vời không ạ? Có giúp ích cho nhiều anh em không? Nếu mà anh em thấy tuyệt vời và giúp ích nhiều cho bạn thì bạn hãy cho tôi một vài cảm nhận ở trên cái đường của bạn và tag lên đội bảng. Ok. Đấy, và thi thoảng ghé thăm tôi tại cái Facebook đó là Phạm Văn Lương để đi tôi chia có những cái món quà tặng khác để tôi chia sẻ cho anh em. Rồi, hôm nay chúng ta quay lại cái bài học của ngày hôm nay, tôi sẽ đi hướng dẫn anh em đọc bản vẽ về phần nước. Thì đây vẫn là cái bản vẽ về cấp thoát nước của công trình thôi. Nếu mà bạn nào mà chưa đọc được cái cách bản vẽ về phần nước ấy, nhận được các cái bản vẽ file PDF các cái phần trước kể cả phần nước này, thì bạn hãy đăng ký vào cách đọc bản vẽ .com thì tôi sẽ gửi cho các bạn ở trong email, được chưa? Các bạn đừng nôn nóng, thì có những cái email sau thì tôi sẽ gửi cho các bạn theo file đính kèm đó, thì các bạn để download về bạn sử dụng và thực hành theo cái video mà tôi hướng dẫn ở đây. Rồi thì trước khi một cái bản vẽ nước này, cũng không học chuyên ngành nước mà loằng toàng này không biết là đọc cái gì đúng không, thì tôi xin thưa các bạn nó có 3 điểm nhấn chính sau. Đấy, thứ nhất đó là gì, trong phần nước nó có cái về cấp nước, và cái thứ hai đó là thoát nước. Thoát nước thì nó lại chia ra 3 cái, đó là thoát nước bẩn, thoát nước ở bệ xí hoặc là các cái bồn tiểu đó. Ok, và tiếp theo là thoát nước rửa toàn công trình, và thứ ba nữa là thoát nước mưa rồi hoàn toàn công trình. Ok rồi, thì cái này nó quan trọng nhất đó là bạn đầu tiên bạn phải giống như phần điện thôi, bạn phải xem sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước đúng không. Đấy, cấp thoát nước. Sau đó bắt đầu mới đi vào xem cái bố trí cái đường ống nó đi kiểu gì đúng không. Đấy, ở phần mặt bằng đấy, thì nó có hai cái đấy thôi, và cuối cùng nữa là đi xem phần chi tiết lắp đặt các cái thiết bị vệ sinh này nó như thế nào, và cuối cùng là bảng thống kê thôi. Rồi thì bây giờ tôi hướng dẫn đầu tiên là anh em cái quan trọng nhất là cứ nhìn vào cái phần về sơ đồ này. Đấy, sơ đồ cấp thoát nước nhá. Thì đây là sơ đồ cấp nước toàn công trình. Công trình này có mấy tầng, 1 2 3 4 5 6 7 tầng. Đấy, tầng áp mái, tầng áp mái, thì bây giờ đầu tiên ông có thể vạch ra bằng lấy tầng. Sau đó là bây giờ ông cấp nước thì ông cấp bằng cái gì, có test từ trên bể trên mái đúng không, test trên mái và cấp nước xuống các tầng bên dưới đúng không. Đấy, thì nhưng mà cái gì để cấp nước cho trên cái test này thì phải có nguồn đúng không. Đây thì nó bảo gì, từ trạm bơm cấp nước sinh hoạt đó, tức là từ trạm bơm cấp nước sinh hoạt đấy, thì đi cái đường ống này, đường ống này đi lên cấp vào cái gì, cái test nước ở trên này, và đây là cái bồn inox 3000 lít. Đấy, 3000 lít, được chưa. Xong từ cái bồn cấp nước này lại cấp nước xuống đâu, xuống các tầng, được chưa. Đấy, tầng nào, đây xuống tầng xuống khu vệ sinh của tầng 7, xuống khu vệ sinh, tức là ở tầng 7 là có hai khu vệ sinh. Đấy, thì nó ghi là hai khu vệ sinh của tầng 7 này. Tiếp theo lại xuống tiếp khu vệ sinh của tầng 6. Đấy, tầng 6 lại có hai khu vệ sinh. Tiếp theo nữa xuống khu vệ sinh của tầng 5, tầng 4, tầng 3, tầng 2, tầng 1, được chưa. Tức là mỗi tầng này đều có hai khu vệ sinh. Đấy, thì cái hệ thống cấp nước này nó đi xuống như vậy, được chưa. Rồi, và bây giờ ấy, nó có ghi luôn cái đường kính như này. Đấy, ví dụ như từ cái trạm bơm cấp nước sinh hoạt đấy, thì nó đường ống là ống PPR, ống nhựa PPR, đường kính là 50, đường kính ống ấy, phi 50 là đường kính 50. Đấy, lên đây, vẫn là 50, chui vào bể, được chưa. Còn từ bể này cấp xuống thì vẫn là đường kính 50. Đấy, 50 rồi, nhưng mà đến đây nó đi xuống các tầng thì nó chỉ còn 40 thôi. Đấy, xong lại đi vào các cái thiết bị của trong cái khu nhà vệ sinh thì nó chỉ còn 20 thôi. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa. Đấy, thì đầu tiên mọi người phải hiểu cái sơ đồ tổng thể nó như thế nào đã. Rồi tiếp theo là đến sơ đồ về thoát nước rửa đúng không. Thoát nước rửa, nước rửa là các cái nước mà chúng ta rửa tay, rửa chân ở khu vực nhà vệ sinh đó, thì nó phải thoát đi đâu chứ đúng không. Đó, thì đây nó có hai cái gọi là phòng vệ sinh và phòng tắm này. Thì bây giờ nó nguyên lý nó thoát như thế nào. Đầu tiên này, đầu tiên bao giờ nó có cái ống gọi ống thông hơi, ống thông hơi D42 nó đi lên, sau đó là nó đi vào các cái đây RS này, khu vực rửa ráy đấy. Khu vực nước rửa và khu vực rửa tay ấy, cái bồn rửa tay ấy, và cái khu vực mà thoát nước sàn ấy, nó sẽ có cái ống, nó có ống, tức là cái mà mọi người ở trong cái sàn thì bao giờ nó có cái phễu thu sàn đúng không, cái phễu mà để nó chặt rác ấy ở sàn vệ sinh ấy. Đấy, thì nước ấy nó đi vào cái đường ống đấy, đường ống này đường 60, sau nó cắm thẳng vào cái trục này. Tất cả các cái thiết bị của thiết bị vệ sinh, các cái gọi là cái thoát sàn ấy, thoát sàn và cái bồn rửa tay ấy, thì nó đi hết vào cái ống D60 này và đi cắm thẳng vào cái ống là UPVC đường kính 110 này, để nó thoát xuống đâu, nó thoát xuống cái hệ thống thoát nước ngoài nhà. Nó ghi chung chung là hệ thống thoát nước ngoài nhà. Thế muốn xem hệ thống thoát nước ngoài nhà thì chúng ta phải xem cái bản vẽ về hệ thống thoát nước ngoài nhà đúng không. Đấy, tương tự về phòng tắm cũng vậy, được chưa, phòng tắm. Tí nữa chúng ta sẽ đi vào bản vẽ 2D, chúng ta biết là R và S này là những cái thiết bị gì. Đấy, mọi người hiểu, bây giờ hiểu đường ống như vậy đã. Tức là các tầng thì nó đều có đường ống D60, sau đó cắm chung vào cái đường ống D110 này. Đấy, nó đi xuống dưới. Rồi, còn thoát nước bẩn thì nó phải đi đường riêng đúng không.
thoát nước rửa thì nó có thể đi chung với nhau được, nhưng mà thoát nước bẩn nó phải đi, nó không thể đi chung với thoát nước rửa được, nó phải đi riêng. Thoát nước bẩn ở đây là ở nhà bệ xí này và nước tiểu đấy, bệ tiểu ấy thì nó phải đi khác đấy à. Đấy, x này xí này, chỉ có xí không này. Thì đường từ cái bệ xí ấy, nó có cái ống ở bên dưới cái bồn cầu ấy, đi là đường ống 110, đâm xuống cái đường ống này cũng là 110, đường ống thẳng đứng này. Đấy, tất cả các cái nước bẩn này thải thì nó đi hết vào cái đường ống 110 này. Xong đi xuống dưới thì nó đi vào đâu, đi vào bể phốt chứ đúng không? Bể phốt nó xử lý xong nó mới đi ra cái hệ thống thoát nước ngoài nhà được đúng không? Chứ không thể là tự nhiên một phát ông cho ra hết thoát nước ngoài nhà là ô nhiễm hết đúng không? Bao giờ phải có bể phốt hay gọi là bể tự hoại. Rồi cuối cùng là thoát nước mưa. Thoát nước mưa là các cái vị trí như trên tầng áp mái hoặc là tầng mái hoặc là các cái vị trí như ban công, lô gia đúng không? Thì nó khi mà mưa ấy, thì nó sẽ bị có đọng nước đúng không? Thì chúng ta phải có các cái đường ống, và đường ống này thường là ống 110. Đây, và nó có các cái phễu hay gọi là cái phễu ở sàn đấy, sàn tầng mái đấy và sàn tầng áp mái, thì nó có các cái phễu thu nước như thế này, và khi mưa nó đọng vào cái sân của cái sàn áp mái hoặc sàn mái đúng không, nó đánh dốc cái sàn đó thu về cái phễu này đấy. Mọi người có thể thấy cái phễu đó khi mà mọi người mở lên trên cái tầng áp mái của nhà mình thì thấy ngay cái phòng nào mà nó lộ thiên ở ngoài trời đấy. Thì có cái phễu này. Nó thu vào đường ống 110 này, đi xuống, đi đứng lòng, đi xuống rãnh hoặc là ga thu nước mặt, đấy chưa? Thường thì nó có hệ thống rãnh thoát nước mặt và thoát nước mưa ở trong cái công trình đó. Đây là cái công trình này, nó làm trong một cụm các công trình nhá. Còn nếu mà mọi người công trình nhà phố ấy, thì thường nó đi ra luôn là cái rãnh thoát nước ở cái khu phố của bạn. Các cái nhà nó liền kề nhau như đúng không? Sau đó có một cái hệ thống rãnh ở trước cái vỉa hè, trước hè của mọi người ấy, thì nó đi ra cái đường rãnh đó. Đó thì đấy, ok rồi đấy, các cái vị trí thoát nước mưa thôi mà đi xuống như này. Rồi bây giờ xem mặt bằng thì mọi người sẽ hiểu hơn này. Đấy, thì bây giờ cái nguyên tắc là xem mặt bằng quan trọng nhất ấy, đó là mọi người phải hiểu cho tôi, đó là ở cái mặt bằng tầng 1 thì phải xác định được cái vị trí bể tự hoại ở đâu. Đấy, đây là cái bể tự hoại đây. Đấy, bể tự hoại ở đó, ở đây được chưa? Tiếp theo nữa là xác định cho tôi là cái hộp kỹ thuật ở đâu. Hộp kỹ thuật là gì? Là cái nơi mà nó đút hết các cái ống này, ống cấp nước, ống thoát nước này. Tại vì chúng ta không thể phô ra ngoài nhà nhìn nó rất là sâu đúng không? Thì người ta phải xây một cái hộp kỹ thuật, sau đó đút hết các cái đường ống này đấy vào. Đấy, thì đây chính là cái hộp kỹ thuật. Đây, hộp kỹ thuật đây. Đấy, nó có cái hộp kỹ thuật này. Và hộp kỹ thuật này thì nó đi toàn bộ các cái ống, nó đi từ trên từ mái xuống đúng không? Đấy, nó đi xuống dưới tầng 1 này. Đấy. Xong bây giờ chúng ta phải xem được ký hiệu màu, các cái màu này là cái ống gì đúng không? Đấy, chúng ta xuống đây chúng ta xem. Đấy, thì cái màu lâu lâu này là ống cấp nước, còn cái màu này là ống thoát nước. Đầu tiên là cấp nước trước đi. Cấp nước thì mọi người lên trên tầng mái này, lên trên tầng mái. Lên trên tầng mái đây. Ok, thì đầu tiên mọi người xin cái sơ đồ tổng thể của chúng ta, bây giờ nó có cái đường ống từ trạm bơm cấp nước sinh hoạt lên cấp lên cho cái nước ở trên cái bồn inox ở trên này đúng không? Đấy, thì trên này nó lại có hai cái bồn inox này, mọi người nhìn này, đây có hai cái bồn inox. Thế cái đường cấp nước cho nó ở đâu ra? Ở đâu ra? Xin thưa mọi người đây. Cái đường ống này. Đấy. Thì đây ở đây là có cái hộp kỹ thuật nhá. Thì đây là trên cái cốt này trên cao rồi, nhưng mà người ta thể hiện cái ống này thôi, chứ thực ra nó chỉ đến đây thôi. Đấy. Thì đây là cái hộp kỹ thuật này. Thì cái đường ống mà từ cái trạm từ cái trạm bơm cấp nước sinh hoạt ấy, thì nó đi từ tầng 1, nó đi từ dưới lòng đất tầng 1, nó đi vào cái hộp kỹ thuật đó. Nó lên tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, sau đó nó lên đến mấy? Lên đến mái đúng không? Lên đến mái đây. Đấy, sau đó ngoành ra đây. Sau đó nó ngoành vào đây. Đấy, sau đó bơm nước vào đây. Đấy, nó bơm trực tiếp vào ống này, vào bình bên này. Và bình bên này ấy, thì lại cấp trực tiếp sang bình bên này luôn. Đấy, nó có hai cái bình này. Đấy, mọi người nhớ nhá. Nó cấp vào bình bên này đầy rồi, xong lại có cái đường dẫn ống này, cái đường ống ấy sang cái bình bên này, thấy chưa? Còn các cái ký hiệu XX này là các cái van khóa, thấy chưa? Đấy, giả sử bây giờ người ta muốn là xả hết nước của cái bình này đi và muốn rửa ráy ở bình này chẳng hạn, thì người ta phải khóa cái van ở đây vào. Đấy, khóa cái van ở đây để cho nó không cấp nước sang bình bên này nữa, sau đó là người ta xả đi, người ta vào đây người ta rửa ráy đúng không? Đấy, thì đây là các cái van khóa. Đấy. Và cái công trình này thì nó có hai cái phòng, một là phòng vệ sinh và hai phòng vệ sinh. Đây, một cái phòng vệ sinh ở cái khu vực này. Đâu rồi? Đây, mọi người xuống xem dưới đây đây. Một cái phòng vệ sinh ở khu vực này, khu vực to này đúng không? Thì nó có cái hộp kỹ thuật ở đây. Còn có một cái phòng vệ sinh đây, hay gọi là phòng tắm ở đây, thì nó lại phải có một cái hộp kỹ thuật ở đây đúng không? Tại vì hộp kỹ thuật bao giờ cũng phải đi gắn liền với cái khu vực nhà vệ sinh hoặc nhà tắm để chúng ta cấp để cái đường ống này đi vào các cái thiết bị này cho nó tiện đúng không? Chứ không phải là mẹ có mỗi một cái hộp kỹ thuật đây, sau đó là đi ống từ đây xong sang tận đây được, không, người ta không bao giờ làm cái điều đó, được chưa? Đấy, có hai khu để làm cho hai hộp kỹ thuật, được chưa? Đấy, vì vậy có hai hộp kỹ thuật lên
cái bình nước bên này nó có nhiệm vụ đây, cái đường ống cấp đây, cấp nước cho cái hộp kỹ thuật toàn bộ cái khu vực ở khu hộp kỹ thuật 1 đây, thấy chưa? Còn cái bình nước bên này nó sẽ cấp nước cho cái khu vực nhà tắm vừa rồi đấy, thấy chưa? Đó. Thì còn các cái ký hiệu TR1, HR1, C3 là cái gì thì mọi người xem ở dưới đây nhá, cho nó hiểu. Đấy, C3 là ống cấp nước này, ống thoát xí này, ống thông hơi cái đấy, thấy chưa? Đấy, thì mọi người hiểu là bây giờ nó có nước lên đây rồi thì cái bình này nó cấp nước theo cái đường ống này đi xuống dưới hộp kỹ thuật này. Tiếp theo cái bình này cấp nước đi xuống hộp kỹ thuật này để cho các cái phòng bên dưới đấy, phòng tắm và phòng vệ sinh của từ tầng 7 xuống dưới tầng 1 đó. Rồi, tiếp theo nữa là đây là các cái phễu thu này. Thì đây là cái phần mái đúng không? Thì nó có các cái phễu thu thu nước mưa đấy, đúng không? TM này, TM có phải nước mưa không? Đấy, TM là ống thoát nước mưa đấy. Đấy thì ở đây này nó có các cái phễu thu nước mưa, sau nó có một cái đường ống nữa đi xuống, thấy chưa? Đấy, tại vì nước mưa khi mà mưa nhiều thì người ta phải phân bố rải rác các cái vị trí mà để thu phễu này. Đấy, thì nó mới thoát kịp được, chứ nếu mà ở đây chỉ có một hai cái thì không thể thoát kịp được mưa, đúng không? Khi mà mưa to thì công trình nó rất là rộng như thế này mà. À, ok, rồi xuống tiếp nhá. Đấy, bây giờ cái ống cấp nước này, ống cấp nước bây giờ mọi người xem nó ký hiệu là cái gì. À, cấp nước bể mái này, đây ống cấp nước trục một đây, đây cái C1 đây. À, ngoằn nghèo đây. Đây cái ống này. À, thì nó ghi là ống cấp nước trục 1 có phải là từ cái bình này không? Từ cái bình này đúng không? À, từ bình này nó cấp nước theo cái đường ống cục C1 này đúng không chưa? À, thì đến C1 này thì đây là cái tầng áp mái nó không có gì rồi. Thì xuống đây đi, xuống dưới này đi. Đó. Thì ống C1 đây, ống C1 cấp nước ở đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Đây C1 đây. À, C1 đây, thấy chưa? Thì từ cái C1 này, anh em nó phải có cái đường lối ở đây này. Chắc ở đây nó bị lét, bị trùng ấy. Đấy, nó ra nó đi theo cái đường ống ở dưới âm, nó âm nhá. Đấy, một là nó đi vào trong lòng bên tường, hai nó đi âm dưới sàn. Đấy, nó đi vào lòng trên tường này, nó ngoan nghèo này, nó cấp nước cho này. Đấy, mà nhìn cái đường một lâu này là đường ống cấp nước đúng không? Cấp nước cho cái bồn rửa tay đây. Đấy, có hai bồn thì có hai cái chỗ cấp vào. Tiếp theo nó phải cấp nước cho cái bồn xí chứ, để mỗi lần ông đi xong thì ông phải có cái chỗ để mà xả chứ, đúng không? Đấy. Cái chỗ này nó thiếu led này, nó phải cấp một phát vào đây nữa này. À, thằng này nó thiếu led, nó lại cấp một phát vào cái xí này nữa, lại có hai xí mà. Rồi tiếp theo nó lại cấp nước ở chỗ đấy, nó lại đi đây, lại đi tiếp vòng theo tường nhá. Nó cấp nước cho các cái bệ xí, bệ tiểu ấy, bệ tiểu lam. Đấy, cấp vào đây để mỗi lần ông tiểu xong thì ông phải có cái chỗ nước mà xả chứ, đúng không? Đó. Rồi. Mọi người nhớ đang là cái đường thẳng nhá, màu lâu này nhá. Đừng có nhìn cái đường màu khác. Rồi tiếp theo tương tự thì ở đây lại đi tiếp từ cái ống này, từ trên mái lại đi sang bên này, đi theo tường nó cấp cho cái bồn rửa tay đây, nó cấp cho cái vị trí đây. Tức là nôm na mọi người cứ hiểu là cứ có chỗ nào mà cần cấp nước ấy thì phải có cái đường ống đi vào đó, được chưa? Rồi thì cấp bây giờ rồi thì cũng phải có thoát chứ, đúng không? Đấy, khi ông xong này, ông bị xí này, ông xong phát thì ông xả nước một phát thì nó có cái ống này nó đi âm dưới sàn nhá. Đấy, nó đi âm dưới sàn mà nó có tạo độ dốc. Đấy, nó đi đây âm giảm đi vào đâu, đi vào hộp kỹ thuật, đúng không ạ? Đi vào hộp kỹ thuật đây thì nó ghi là thoát xí đây này, ký hiệu này, cái ống to đùng này thoát xí này, đường kính bao nhiêu xem cái sơ đồ được chưa? Đấy. Tiếp theo là ông bệ tiểu lam thì ông cũng phải đi chung vào cái ống này chứ, ở đây. Đấy, ông thoát xong ông xả phát thì nó đi chung vào cái ống này. Đấy, cái đường ống mà nó cái lát đứt đây này, đấy, nó có cái o tròn này, nó nhưng mà màu lâu thì nó ký hiệu đây, nó ký hiệu rất là rõ ràng ở đây, đúng không? Ở đây thằng này không có đấy, làm ăn rất vớ vẩn, phải ký hiệu người ta mới biết được. Thì ấy là ống thoát xí nhá. Đấy là ống thoát xí. Đấy. Mọi người biết đọc bản vẽ rồi mọi người bắt lỗi được luôn. Đấy, ở đây cũng có xí. Tức là ống thoát xí này chỉ có ở cái chỗ mà có xí thôi, và cái chỗ mà bệ tiểu lam ấy. Đấy thì ông đi vào cái ống đó, và ông đi vào cái ống chung của cái đường ống thẳng đứng ấy, đường ống thẳng đứng này. Trong cái sơ đồ cấp này, trong sơ đồ thoát này. Trong đây, cái sơ đồ đấy, cái ống thẳng đứng D110 này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Vừa kết hợp xem 2D để xem là các cái đường ống đi như nào, và vừa kết hợp xem ở cái mặt đứng này để chúng ta xem là đường ống nó đi kiểu gì, được chưa? Và cuối cùng nó đi vào cái khu vực là bể tiểu ngoại đấy. Rồi tiếp theo nhá, đấy là xong rồi. Tiếp theo nữa là cái đường ống màu đỏ đỏ này là cái gì? Ống màu đỏ đỏ này là cái gì? Rồi, ống đỏ đỏ là ống thoát nước đúng không? Thoát nước đây là gọi là thoát nước mặt đấy. Đây, ví dụ như bây giờ ông rửa tay đây thì ông xả ông thoát nước đúng không? Đấy, ông làm đổ nước ra cái sàn nhà vệ sinh này thì ông phải có cái phễu đúng không? Phễu thu phễu sàn ấy. Đấy, để thoát nước chứ. Thì đây nó này, các cái vị trí mà thoát nước này. Đấy, nhất là các cái vị trí là bồn rửa tay này. Đấy, có cái đường ống màu tím này. Đi vào đây, sau đó đi vào hộp kỹ thuật đúng không? Là cái ống này. Hộp kỹ thuật này. Nó ký hiệu là TR đây này. Đấy, là thoát nước rửa đấy. Đấy. Được chưa? Ok. Nhưng mà thằng này hình như là thiếu.
thằng này thiếu, đó là thiếu cái gọi là mọi người thấy là trong phòng vệ sinh bao giờ là cũng có cái gọi là cái phễu thu nước đúng không? Tức là bao giờ người ta đánh dốc sàn về một cái vị trí, để ví dụ như ông mà có rửa ráy hoặc là ông đổ nước ra cái sàn ấy thì toàn bộ cái nước này nó thu về một cái gọi là cái phễu chăn rác ấy đúng không? Thì ở trong đó thì nó mới bắt đầu nó dẫn vào cái nước rửa này đúng không? Thì trong này tôi thấy không thấy thể hiện, thì anh em phải, nếu mà trong trường hợp khác thì anh em phải bảo nó bổ sung vào. Làm gì có chuyện mà cái sàn mà lại không có thoát nước sàn này được, là vô lý đúng không? Đấy, cái cả cho anh em vào nhà vệ sinh và phòng tắm của nhà anh em mà xem, đúng không? Khi anh em mình đứng tắm rửa ráy đúng không, thì nước nó thoát đi đâu, thì nó phải có một cái phễu chắn rác nó thu hết về đó, đánh dốc thu hết về đó đúng không, sau nó thoát vào cái đường ống này. Đấy, thoát nước rửa đấy, thấy chưa, nó đâm xuống. Ok rồi, tiếp nhá. Bên phòng tắm này có tương tự không? Đấy, phòng tắm này thì lại vớ vẩn rồi. Phòng tắm này thì đã nhẽ ví dụ như ông thoát nước thì ông phải có chứ, không có ông đứng ở đây ông tắm thì ông không có thoát nước mặt à, đúng không? Không thoát nước sàn à, đúng không? Và đường ống đi như thế nào? Với thứ hai nữa là gì? Ông thoát nước của rửa tay này không có đúng không? Đấy, ông cấp nước cho bồn rửa tay này không có đúng không? Đó, thằng này mọi người phải thấy nó làm rất là vớ vẩn, phải bảo nó phải bổ sung vào. Được chưa? Vẽ mỗi mấy cái ống ở đây mà chả có đường ống gì. Bên này thì vẽ rõ đầy đủ nhưng mà bên này chả có cái gì, được chưa? Đấy, các cái phòng khác thì anh em đọc tương tự thôi. À, quan trọng nhất đó là cái sơ đồ này này, sơ đồ cấp thoát nước này. Còn những cái này chúng ta xem vị trí rồi và xem cái cách mà nó đi ống như nào, để giả sử bây giờ ông làm giám sát chẳng hạn. À, thì ông phải xem nó là đi ống như thế nào đúng không? Thì đầu tiên ông phải hiểu cái sơ đồ tổng quan này đã, đúng chưa? Sau đó là ông với xem nó là các cái vị trí đi ống, để ví dụ tầng 1 chẳng hạn thì ông phải đào ống sâu bao nhiêu lâu, sâu bao nhiêu đúng không? Ống đường kính bao nhiêu, chiều dài ống như thế nào. Đấy, chứ như bản vẽ thì thường nó phải thống kê này. Ví dụ nó ống nó đi từ đây đến đây thì D110 đường kính là 110 rồi, và L9m có nghĩa là chiều dài ống là từ đây đến đây là 9m. Thì mỗi một đoạn nó cua ấy thì các bạn phải bảo nó là ghi cái chiều dài đường ống vào. Được chưa? Ví dụ từ đây đến đây thì nó ghi là chiều dài là 2-3m này, được chưa? Rất là tuyệt vời. Đấy, từ đây xuống đây thì lại không ghi. Đấy, cứ một đoạn nào thì cũng phải ghi vào để người ta thống kê luôn là cái chiều dài đường ống là bao nhiêu. Được chưa? Đấy. Rồi cái cuối cùng nữa là mọi người xem cho tôi các cái chi tiết mà ở trong từng phòng một thì nó đi như thế nào. Thì thực ra nó chỉ cần copy ở đây thôi, copy đây xong nó phóng to lên ra cái chi tiết đây. Đấy, để anh em xem chi tiết hơn thì nó phóng to lên, nó đi, nó thể hiện chi tiết ra cái khu vệ sinh. Và cái bản vẽ này bắt buộc phải có nha, nếu ông nào không có thì anh em phải bảo ông ấy. Còn đây là cái sơ đồ cấp thoát nước không gian, dưới dạng không gian ấy, để cho những ông nào không hiểu thì ông có hiểu. Nhưng mà nếu mà không học chuyên ngành thì nhìn này cũng chịu chết đúng không? Thà học cái khóa Revit Map của tôi nhìn không gian thấy còn sướng hơn là nhìn cái này. Ok. Rồi. Và cuối cùng nữa là cái phần chi tiết lắp đặt thiết bị này. Thì phải có cái phần này thì mới biết được là cái bồn này ông lắp cao bao nhiêu đúng không? Ông nếu mà ông không có cái phần này thì tôi chả biết, tôi thích lắp bồn cao bao nhiêu cũng được cả đúng không? Đấy, có người thấp người cao thì lắp bao nhiêu, đây là cao lên là 650 này. Và cái đường ống ở đây nó đi như thế nào, đúng chưa? Đấy. Và đi cái ống này đi dưới sàn là bao nhiêu thì đáng nhẽ ông này phải đi vào, và dốc bao nhiêu nhá, độ dốc là bao nhiêu thì phải ghi vào. Đấy. Tương tự với vệ sinh mọi người thấy cái ống này ống thoát xí này. Đấy. Còn cái chỗ này là vòi cấp nước cho nó, vòi cấp. Đấy, ông nào mà vào cái khoa học về Revit Map của tôi thì cực kỳ hiểu luôn. Làm một công trình 3D kết hợp với công trình nhà phố kết hợp với 3D bằng phần mềm Revit thì chả có lý do gì mà không hiểu cả. Đây, ví dụ như đây. Đâu rồi? Đây. Đấy, nhìn này mà không hiểu nữa thì thôi, chịu chết đúng không? Đấy, tôi giải thích rất kỹ là làm nào để tạo ra được như này và tạo luôn ra bản vẽ 2D nhá. 3D là một chuyện rồi nhưng mà phải có bản vẽ 2D nữa, đúng không? Còn các bạn nếu mà làm AutoCAD thì cũng đúng là rất là mệt mỏi, đúng không? Rồi. Đấy, còn đây là các cái chi tiết, mà đây là chi tiết thoát nước mái này, thì bao giờ nó có cái phễu này, phễu chắn rác ấy. Đấy, sau đó tại vì khi mà mưa này thì có rác giếc các thứ bẩn thì mọi người phải có phễu chắn rác để cái ống này nó không bị tắc đúng không ạ? Đấy, sau đó đi xuống dưới này. Ok, đấy, các cái chi tiết cho ống thoát thông hơi, ống thoát sàn, ống nước mái, ống tiểu treo này nó cấu tạo hết đây rồi. Đấy, còn cái bể phốt này thì tôi giải thích qua một tí. Khi mà cái hệ thống mà thoát nước xí, tức là các cái bệ xí của các cái tầng ấy, nó chui hết vào cái bể tự hoại này thì bao giờ nó cũng có một cái... Đấy, thì đầu tiên nó cái khoang chứa, tức là bao nhiêu cái bình nước bình tiểu, tức là từ bệ xí đấy với bồn tiểu thì ông vào cái bể chứa này, cái khoang chứa này. Khoang chứa xong ấy thì bao giờ nó có một cái khoang, hai khoang này, khoang gì, khoang lắng, thấy chưa? Đấy, tức là để trong một cái thời gian nó lắng đọng thì nó đi ra vào đây, nó tiếp tục nó nóng này. Sau đó là cái nước bây giờ nó sạch rồi thì nó bắt đầu cho đi ống thoát ra cái hệ thống thoát nước chung, thoát nước ra PVC đường ống 110 này, thấy chưa? Chứ không phải tự nhiên một phát là ông cho thoát ra luôn đâu, tại vì nó phải sau một cái quá trình nó lắng đọng đúng không ạ? Đấy, còn đây là cái cấu tạo của nó.
thì nó có cả cái khi mà từ ngăn gì ngăn 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 gọi là ngăn chứa này sang cái ngăn nắng này thì nó có hai cái đường ống này, đấy, hai cái lỗ thông này, thì không phải đây nó thông thông thủng đúng không, nó chỉ thông là đường kính là 200 x 200 thôi. Đấy, bên trên này cũng có một cái lỗ thông như này, thấy chưa? Đấy, sau khi mà nó lắng qua cái ngăn này rồi, lắng qua ngăn này rồi thì bắt đầu nó mới đi cho đi ra ngoài, đúng không? Để về đây là một cái gọi là quá trình xử lý đó, quá trình xử lý. Ok. Đấy thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Rồi còn nếu mà các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì có thể tham gia vào cái khóa học về Revit Map này. Khóa là bạn bắt buộc phải học, bây giờ là thời đại công nghệ rồi, bạn không ứng dụng thì bạn sẽ bị thụt lùi so với thời đại ngày nay thôi. Đấy, hãy chọn cho mình một chiếc máy bay phản lực và đi thẳng lên. À, chứ đừng có đi chiếc xe đạp học cạch nữa. Bây giờ là thời đại công nghệ, hãy tận dụng công nghệ và hãy phi lên con ngựa chạy nhanh nhất, sau đó là tiến tới đích thôi. À, thì nếu mà ông nào mà biết về kiến trúc kết cấu rồi thì có thể vào học thêm khóa này, còn chưa biết thì hãy học cái khóa gọi là khóa Revit Full. À, khóa Full Revit cứ dạy cả 3 phần kiến trúc kết cấu điện nước. Ok. Còn nếu mà bác nào mà làm về công tác về bóc tên lượng ấy, hoặc là hay liên quan đến phần dự toán bóc khối lượng thì các bạn có thể tham gia khóa học bóc tên lượng. Thì tôi lấy chính xác cái công trình nhà 7 tầng này, tôi bóc hết cả tên kiến trúc kết cấu điện nước PVC, thông tin liên lạc tất nhá. Đấy, có hơn 50 bài học, không vừa rồi tôi thống kê là hơn 50 bài học tất cả rất là chuyên sâu, rất là chi tiết, bóc từng tí một cho anh em để anh em là có thể làm được. Thì bạn có thể tham khảo cái đường link đây, bóc khối lượng.com, nghệ thuật bóc tiên lượng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.